là đằng sau những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc là những lo lắng, muộn sầu là những nỗi buồn không tên, những chuỗi ngày dài cô đơn chống chảy. Anh ước sao cho những nỗi trở trăng kia không vay lấy em, cho nỗi buồn kia đừng chạm đến em. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời hai bạn. Chào mừng hai bạn đến với Yêu Là Cưới. Dạ, chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo ạ. Em là Trang, làm một nhân viên marketing ở hiện tại và đang làm việc và sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm kinh doanh về Nam, ở nhà tại xưởng. Ở đâu em? Ở Nhà Bè chị. À, ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh luôn. Bạn quen nhau lâu chưa? Em và bạn trai của em thì quen nhau thì khoảng cách đây cũng được 1.5 năm. Thì trong thời gian tuyển việc thì em chưa có tìm việc làm. Thì lúc đó thì em rảnh quá nên em online. Thì em thấy được kết bạn với bạn. Quen nhau trên mạng? Ừ. Dạ. Là em chủ động kết bạn với bạn này trước? Dạ đúng rồi. Lúc đó là cũng nửa đêm, 1-2 giờ. Trong quá trình mà tìm hiểu, nói chuyện rồi hát cho nhau nghe. Hát cho nhau nghe là sao? Hát trên video call đó. À là gọi điện thoại video call hả? À là hai bạn hát cho nhau nghe á hả? Sao giờ hai bạn ngồi nhìn nhau đi đó. Ví dụ như là mình đang nhìn nhau qua cái điện thoại đúng không? Trên thực tế là ai hát trước? Trên thực tế thì bạn này hát trước. Đó, hát trước vậy. Em có yêu anh không? Trả lời anh đi khi anh còn ở đây. Không yêu, xin em cứ nói ra để cho anh biết em không cần anh đâu. Lại. Là hai người hát qua hát lại vậy đó. Rồi cái cảm thấy là có cái gì đó có điểm chung. Em nói là có dịp bạn đó qua đi chơi thì gặp. Rồi xong bạn đó nói là thôi bây giờ về nhà bạn đó luôn đi. Rồi cái ấn tượng lần đầu tiên gặp đó là sao? Gặp mặt là thấy sao? Nhìn nhau cười thôi. Bạn ấy mới chở em về nhà. Thì vô gặp mẹ bạn đó, bạn nó mới giới thiệu này bạn con. Cái em cũng nhìn mẹ bạn đó cái em cười luôn. Cái bạn em ấy là em chào ba mẹ bạn đó xong rồi cái em mới quay qua nhìn bạn đó em cười tiếp. Cái em mới dắt lên phòng karaoke rồi hát. Nữa hát nữa, về tình yêu này chỉ có hát thôi đó. Ủa nhưng mà bạn chưa gặp ở ngoài mà mình phải gặp ở ngoài mà nói chuyện trước chứ. Chưa gì chơi mà dẫn cho ba mẹ coi luôn vậy đó. Cảm thấy có hơi ngộ ngộ, nó lạ lạ mà nó cũng có gì đó tin tưởng. Tại vì thấy cũng thấy bạn này cũng được nên em dẫn về. Cũng dễ quá ha, chưa rồi trơn, chưa gặp bạn mặt. Bạn không có cần tìm hiểu gì thêm hết á hả? Để yêu nhau, tìm hiểu rồi mới dẫn về chứ. Do là bạn nó cũng nhỏ tuổi, bạn nó cũng chưa có yêu lần đầu. Đây mối tình đầu á hả? Dạ, bạn em là mối tình đầu. Nhưng mà là bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay 23 rồi chị. 23? Dạ. Em bao nhiêu? Em 25. Rồi nhất gái lớn hai. Tốt rồi mà. Sao? Rồi rồi xong rồi cái về nhà bạn đó thì em cảm thấy mặt bạn đó còn baby quá. Ủa chứ trước đó trong nói chuyện là hát hò là không có nói chuyện không biết? Dạ không, lúc đó bạn đó nó là 25 tuổi. Sao tự nhiên em phải gạt chi vậy, mình nhiêu tuổi mình nói nhiêu tuổi chứ. Lúc đầu em sợ là nhỏ tuổi không quen được. Lúc đó là em cũng không biết làm có nên quen hay không. Thì bạn đó mới đổi cái avatar Facebook của em nên ai cũng vô biết hết rồi. Em cũng lỡ lên chó đi luôn. Là bạn đã đổi hình của hai người lên trên Facebook. Dạ đúng rồi. Mà sao đã nhỏ tuổi hơn rồi mà mình muốn cua người lớn hơn mình phải mạnh mẽ lên, sao nãy giờ thấy rụt rè quá vậy? Rồi lúc nào thì em hôn nụ hôn đầu tiên nhớ không? Để ra chụp hình đứng ngã tư, bạn này kêu nhờ người chụp hình chụp cho anh tắm mới đăng lên Facebook. Là hôn đâu? Là hôn đó vậy. À, hôn để chụp hình đó hả? Là đúng. Ủa mà hôn đủ hôm đầu tiên là chụp hình luôn vậy đó hả? Chụp hình cho cho đẹp. Mà này cái yêu cầu sao lẹ quá vậy? Trời lẹ mà quá bất ngờ luôn á. Đây đây tôi chụp hình cho rồi hai người làm lại cái cảnh đó tôi coi. Nhát quá rồi. Là tôi làm bộ chụp hình nè, đó, đó làm sao chụp hôn sao? Hôn môi hay hôn má? Ủa mà ai đề nghị cái chuyện hôn nhau? Tại trời ơi. Sao bạn không có chủ động bất cứ cái gì hết trơn vậy? Bạn nói bạn chủ động trước. Rồi tấm hình đó là ai hôn ai? Là hai đứa hôn nhau. Đâu hôn coi. Tôi chụp cho. Trời ơi có ổng kìa. Ông có men không ông? Hôn coi. Trời ơi chụp chưa có kịp. Chụp chưa có kịp. Tôi chụp đàng hoàng nè rồi là hôn đi nè tôi chụp hình nè đó. Đó rồi hôn đi. Hôn.
giữ đi, giữ đi. Trời ơi, chụp hình không có kịp. Ủa khoan 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 này nè, tôi thắc mắc một chỗ này nè. Bây giờ thì bạn ngại, vậy cái nụ hôn đầu tiên thì như thế nào? Nóng. Nóng hả? Nóng. Nóng cái gì? Nóng không qua liều luôn. Hai người có ghen tuông gì với nhau không? Dạ có. Ai ghen ai? Em ghen nhiều nhất. Bạn này thì tán tỉnh ở trên mạng nhiều. Cái gì? Cô gái. Bạn là tán tỉnh á? Thấy nhát vậy mà có tán tỉnh luôn hả? Em tán tỉnh ai? Nhiều người lắm chị. Là coi như là bạn không có nói, bạn chỉ có nhắn tin. Đúng rồi, thường là thường nhắn tin với bạn. Nhắn tin với hát thôi. Em nhắn em nói gì? Là quen đó chị. Ừ. Quen bạn bè đó. Ví dụ là mình quen nhau nha, mình quen nhau nha. Trời ơi, ơi, bạn bè ghê ha. Bạn bè. Ừ, bạn bè thấy sợ luôn. Mà thí dụ bên kia ừ rồi là quen nhau hẹn hò đi chơi luôn hả? Dạ không. Vậy chứ tại vậy làm chi? Cách chích qua mạng thôi chị. Ủa qua mạng thì cũng phải dẫn dắt cái câu chuyện là mình quen nhau nghe rồi bên kia trả lời sao? Cũng quen luôn. Quen luôn rồi sao nữa? Thì lúc đó thì cũng nhắn tin qua lại thôi. Rồi không hẹn gặp đi chơi hả? Dạ không. Thì không đó hay là lén lén đi? Dạ không có, không có lén lén. Chắc không? Đầu thì em nghĩ là em phát hiện nhanh quá do là chưa kịp phải không? Dạ chưa kịp, nhưng mà khúc sau thì cũng kịp. Cũng kịp một lần đi ăn với bạn kia. Thấy ghê chưa? Trời ơi, mà kiểu không có cái gì đâu, lu khu hỏi cái gì cũng không nói mà làm không à. Ngồi cười cười cười. Lúc em phát hiện em làm gì Trang? Nói chung là em giận đợi chia tay. Nhưng mà sau rồi bạn cũng năn nỉ, mấy bạn nữ kia kiếm em. Cái gì? Hả? Kiếm em chi? Thì nhắn tin hỏi là chia tay với em chưa? Trời. À là để kiểm tra lại lần nữa đó hả? Dạ dạ. Bạn mới xin lỗi em. Rồi em mới kêu bạn nó chép phạt. Chép phạt? Dạ. Chép gì vậy thiệt? À, chép xin lỗi nha chị. Đâu, có đem theo không? Không nhiều. Tao cho chị coi với coi, giống hồi xưa đi học mà bị phạt. Trời dữ vậy, bỏ. Trời ơi trời. Trời, cái gì mà nó dày cui vậy? Đó thì đó vậy. Gầm gầm vô lại. Trời ơi. Chồng hứa sẽ không chát nữa, một lòng yêu vợ. Nguyên một tờ giấy đôi. Xin lỗi bà xã, chồng hứa sẽ thay đổi, một lòng yêu vợ. Y chang, y chang. Có một câu một lòng hoài vậy, em phải đổi câu chứ. Tờ coi cái này dài nè. Đằng sau những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc là những lo lắng muộn sầu, là những nỗi buồn không tên, những chuỗi ngày dài cô đơn trống trải. Anh ước sao cho những nỗi trở trăn kia không vây lấy em, cho nỗi buồn kia đừng chạm đến em, bảo vệ em và không bao giờ làm em đau đớn, tổn thương. Anh yêu em rất nhiều, anh nhắn với thời gian mang tâm sự đến với em nhân ngày đặc biệt này của em, 20 tháng 10. Chúc em thật hạnh phúc, mãi hồn nhiên và trong sáng như bây giờ, mãi yêu em. Hèn chi ông thả thính vòng vòng mà ông nhắn cái kiểu này là bởi vậy. Ra là cái câu cuối bị thiếu đó. Cái câu cuối phải là chúc em hạnh phúc, mãi hồn nhiên và trong sáng như bây giờ, và hy vọng rằng đừng bao giờ phát hiện anh tán tỉnh nữa. Trời ơi, quá hồn trời. Nhiên và trong sáng. Ủa, mà em còn cái hình phạt nào ghê gớm hơn nữa không em? Nói chung là lúc đầu thì phản ứng cũng tát bạn này, tát bạn này. Hả? Cái gì? Bị tán luôn hả thiệt? Dạ, mấy tán kìa. Tán mấy lần? Không nhớ nhiều lắm. Hả? Sao nhớ đến trận? Lỗi gì bị tán? Cũng tán gái á chị. Lặp đi lặp lại hoài nó. Mấy lần là tính ra tổng cộng là mấy lần? Nhớ rồi. 30 hả? Là một lần? Dạ không, em đếm rồi. 30 lần? Dạ 30 lần. Một lần một cái. Ông một lần hai ba cái vậy á. Đâu bây giờ như giá tỷ bữa nay là bạn đã đang tán tỉnh. Nhưng mà em tán nhẹ mà. Đâu giờ em tán sao em tán? Tán nhẹ hả? Thôi. Tán nhẹ là làm sao? Thôi đau. Chị đếm cho bữa nay 31. Ủa tán nhẹ mà hôi đau. 31, 31. Bắt gặp là nhắn tin với chị Cát Tường nè. Thử em diễn lại khúc đó coi. Làm đi chứ thôi chút về không tán tỉnh người khác nữa à. Cái này là nhẹ hơn rồi đó. Tán vậy mà cũng tán nữa. Thôi bây giờ tôi muốn thử nghe coi nè. Cái lúc cái mà giọng bạn, đọc của bạn ấy phải không? Lúc mà bạn viết cái lá thư này nè. Bạn đọc mà bạn như thế nào? Giờ bạn đọc thử lại coi. Bạn hát hay, mà hát hay là đọc hay à? Là đằng sau những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc là những lo lắng, muộn sầu là những nỗi buồn không tên, những chuỗi ngày dài cô đơn chống chảy. Anh ước sao cho những nỗi trở trăng kia không vây lấy em, cho nỗi buồn kia đừng chạm đến em, bảo vệ em và không bao giờ làm em đau đớn tổn thương. Anh yêu em rất nhiều, anh nhắn nhủ thời gian mang tâm sự đến với em. Có bao giờ là các bạn Thiện đã từng đọc thơ cho bạn nghe chưa? Bạn chỉ hát thôi anh. Còn cách mà nói chuyện thì nói chung là em cần hành động nhiều hơn. Bạn hành động, bạn cũng ít nói lắm. Có hành động không? Cho thấy nãy giờ không quan tâm nói chăm sóc mà cũng không hành bạn động không? Luôn. Có chứ. Thường thì lòng đưa rước em rồi đi làm. Mưa gió thì vẫn tới. Phải tới với mình em đâu. Chạy xô đó cũng tới nhiều chỗ lắm á. Không, không gì. Hết rồi.
Sau những cái chuyện như vậy á, bà có bị mất lòng tin ở Thiện không? Nói chung là lúc đầu thì em cũng mất lòng tin, nhưng mà sau đó em suy nghĩ lại, cuối cùng thì Thiện vẫn níu kéo em, rồi cũng không có gặp gỡ mấy bạn đó nữa. Cũng chịu đau thì tính tác này nọ, cũng nói chung không bao giờ nói chia tay với em. Em cảm thấy là Thiện như bây giờ đã hoàn hảo đối với em rồi. Thiệt, tại vì khoảng một năm mấy quen nhau thì cho tới bây giờ thì em cảm thấy an toàn. Em mong muốn bạn trai của em là thay đổi điều gì? Em thì em chỉ muốn là Thiện nghiêm túc cái mối quan hệ, với lại trưởng thành hơn xíu. Còn tật xấu của Trang là gì? Ngủ hay nghiến răng, cũng tình hung dữ. Thể tán 30 cái là hiểu rồi. Bây giờ hai bạn đã tính cái ngày kết hôn gì chưa? Dạ thì khoảng cuối năm. Cuối năm sau. Cũng là gia đình thì cũng coi ngày coi tuổi gì đó. Mình có đang mắc phải những khó khăn gì cho cái hôn nhân sắp tới không? Cũng có gì hết vậy? Không lo gì hết. Em cũng không có lo nghĩ gì hết. Vậy đám cưới ai lo? Bà nói lo. Trời đất. Sướng quá trời. Yêu nhau một cách vô tư vậy luôn á hả? Bây giờ nãy giờ là Thiện nói rất ít. Bây giờ thấy Trang là chủ động trong cái cuộc tình này. Thiện có điều gì muốn hứa hay muốn nói chuyện hay muốn chia sẻ với người vợ tương lai của mình không? Nó sẽ không làm cho em buồn nữa. Và sẽ mãi là yêu em đến hết cuộc đời. Thấy rất là cảm động. Tại vì đây là lần đầu tiên mà nó có, nói chung là nói ra những gì mà nó nghĩ. Tường cũng đang băn khoăn lắm. Tại vì chị cũng quan sát Thiện rất là kỹ, quan sát Trang rất là kỹ. Đối với Tường thì hai bạn còn khá trẻ, rồi mình quen nhau một năm trời thì Tường cũng không biết là hai bạn đã tìm hiểu được kỹ về nhau chưa, và đã sẵn sàng cho một cái cuộc sống hôn nhân hay chưa. Bởi vì cuộc sống hôn nhân thì nó không có đơn giản giống như là chúng ta yêu nhau, hẹn hò, đi ăn, đi uống, đi chơi, mà đó là một cái mái ấm gia đình. Và phải có trách nhiệm với hai bên gia đình, rồi nhiều khi là còn con cái nữa. Nhưng mà chị thì chị vẫn nghĩ rằng là Thiện phải mạnh mẽ hơn. Đương nhiên là đàn ông mà ít nói cũng tốt, nó cũng có một cái sự lôi cuốn riêng. Nhưng mà có những cái trong cuộc sống là mình đàn ông là trụ cột gia đình, thì Thiện cũng phải chủ động mạnh mẽ lên để Trang cảm thấy là Trang cũng được che chở. Dạ. Nha. Dạ. Chắc chắn không? Hứa dạ, chắc. Không? Thay đổi nha. Dạ. Trang này một cô bé chị thấy là rất là bản lĩnh rồi. Thôi thì trong cái tình cảm này trước mắt thì em hơi chủ động, nhưng mà cũng bớt ăn hiếp bạn ấy lại nha. Thôi lấy nhau rồi đừng tán nhau nữa nha. Nhiều khi mai mốt có con rồi gì đó rồi em tán chồng mình cái con mình thấy nó cũng kỳ nha. Rồi chúc hai bạn sẽ hạnh phúc đám cưới, một cái đám cưới rồi sống với nhau thật là viên mãn. Rồi chúc mừng hai bạn. Yêu là cưới.